Chào mọi người, mình là Đức. Mình vừa tham gia một buổi luyện tập tiếng Anh thực chiến với người nước ngoài tại phố đi bộ Nguyễn Huệ của trung tâm TSDS tổ chức. Thì cái khóa này nó sẽ, cái buổi luyện tiếng Anh này nó sẽ được diễn ra vào chủ nhật hàng tuần. Và sau khi mình tham gia câu lạc bộ này xong thì mình cảm thấy là cái kỹ năng phản xạ và giao tiếp với người nước ngoài của mình cũng được cải thiện rất là tốt, và mình còn không có sợ nói chuyện với người nước ngoài nữa. Và đây cũng là một câu lạc bộ rất là đáng tham gia dành cho tất cả các bạn học viên, hoặc là những bạn nào mà muốn tham gia nói chuyện với người nước ngoài nhưng mà chưa có môi trường để nói thì có thể tham gia câu lạc bộ của TSIS.